Trên bản đồ hành chính Việt Nam, cái tên thị xã Cửa Lò chỉ mới xuất hiện cách đây đúng 30 năm, nhưng đó lại là tâm điểm được nhiều người chú ý. Tìm về Cửa Lò chính là tìm về một biểu tượng của khát vọng vươn lên từ biển cả. Ngày 29 tháng 8 năm 1994, thị xã Cửa Lò được thành lập trên cơ sở thị trấn Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc với muôn vàn thiếu thốn khó khăn. Hệ thống đường đi chủ yếu là đường đất, sản xuất nông nghiệp trên vùng cát khô bạc màu, không có công trình thủy lợi, đánh bắt hải sản mới chỉ là đánh lộng, chưa có khả năng khai thác khơi xa. Mô hình phát triển kinh tế biển đang đứng trước những khó khăn về phương hướng sản xuất cũng như về nguồn vốn. Các tiềm năng thế mạnh của thị xã như công nghiệp cảng, vận tải biển, du lịch, dịch vụ, thương mại, đánh bắt và chế biến hải sản, xuất khẩu nông sản hàng hóa chưa được khai thác. Thu ngân sách năm 1994 mới chỉ đạt trên 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một năm. Tôi là một trong những người đầu tiên về xây dựng thị xã Cửa Lò. Và thị xã Cửa Lò lúc đấy là một cái vùng cát hoang sơ mà phải bắt đầu từ con số 0. Cơ sở hạ tầng không có, cả thị xã chỉ có 7 khách sạn thôi. Và không có bệnh viện, không có trường học, chưa có trụ sở cơ quan hành chính, chưa có quảng trường, chưa có nghĩa trang, chưa có nhà mình nước. Cái điểm nhấn đầu tiên ấy là cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy cái du lịch phát triển. Cái vấn đề thứ hai là kết nối giữa các cái vùng miền để thu hút cái khách du lịch và dạy cho người dân cách coi cậu làm du lịch. Và thứ ba nữa là tập trung đào tạo cái nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực để phục vụ cho du lịch thương mại và cái nguồn nhân lực để cho tương lai. Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ thị xã Cửa Lò đã họp bàn và ban hành nghị quyết số 03 xây dựng thị xã Cửa Lò thành trung tâm kinh tế và quốc phòng của tỉnh, một đô thị du lịch và nghỉ mát hiện đại, có ý nghĩa khu vực quốc gia và quốc tế. Để thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra, Cửa Lò quan tâm phát triển chiến lược về con người, xây dựng hạ tầng phục vụ giáo dục. Tháng 5 năm 1995, trường Trung học Phổ thông thị xã Cửa Lò được thành lập. Đến năm 2001, được công nhận là trường đầu tiên trong hệ thống trường trung học phổ thông của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện luôn đứng top đầu của tỉnh. Đến nay, Cửa Lò đã có một hệ thống giáo dục gồm 34 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, từ trung tâm giáo dục thường xuyên đến trung tâm dạy nghề, trung tâm học tập cộng đồng với gần 15.000 học sinh. Trong đó có 50% số trường đạt tiêu chuẩn quốc gia. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch là việc làm cấp bách và quyết tâm lớn của toàn thị xã. Nhiều công trình hạ tầng trọng yếu đã được triển khai xây dựng như quảng trường trung tâm, đường dạo bộ ven biển, hệ thống công viên, các kiosk kinh doanh, chùa Đảo Ngư, cầu cảng đảo Lan Châu, mở rộng cảng biển Cửa Lò. Đây là giai đoạn Cửa Lò tập trung nguồn lực để thu hút đầu tư, kết nối với các vùng miền, phát triển du lịch bền vững. Để thu hút du khách về với phố biển Cửa Lò, phát triển đô thị biển văn minh, thị xã đã triển khai thực hiện chủ trương 5-0 trong hoạt động du lịch. Không nâng ép giá, không trèo kéo, đeo bám khách, không tẩm quất bán hàng rong, không làm tổn hại môi trường, không làm mất an ninh trật tự. Kinh tế du lịch trở thành ngành kinh tế động lực, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Tôi đi công tác tại Đà Nẵng thì tôi thấy ở bên vỉa hè của Đà Nẵng có người ta có cái khẩu hiệu ấy là Đà Nẵng phấn đấu để không ma túy và không đói nghèo. Thế thì tôi nghĩ là tại sao Cửa Lò mình không đưa ra được mấy không, và chủ trương 5-0 bắt đầu từ đấy. Thì khi mà nghị quyết của Ban Thường vụ thị ủy ra đời thì ủy ban thực hiện một cách quyết liệt và truyền tải những cái thông điệp đó đến người dân. Ngân sách thiếu tiền thì nghĩ ra cái sáng kiến là bán quyền sử dụng. Bán quyền sử dụng có nghĩa là khi mà quy hoạch được phê duyệt thì thị xã tiến hành lập dự án đầu tư và gói phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức đấu thầu cho các cái nhà thầu.
với cái cam kết là trong vòng 3 năm phải trả tiền hết. Sau đây thì chúng tôi đấu thầu cả cái ốt. Năm đầu tiên đập 50%, năm thứ hai 25% và năm thứ ba là 25% nộp vào ngân sách. Và ngân sách dùng cái tiền để trả cho nhà đầu tư. Với sự nỗ lực của một tập thể đoàn kết, cộng sự, kiến tạo vì sự phát triển và các thủ tục hành chính nhanh gọn, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp đã tạo nên những đột phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1995 đến năm 2000, thị xã Cửa Lò đã triển khai xây dựng hơn 150 công trình, dự án. Cửa Lò là một vùng đất du lịch đầy tiềm năng để phát triển. Đó là một trong những lý do để Tập đoàn Mường Thanh lựa chọn đầu tư xây dựng khách sạn 4 sao lớn nhất tại Cửa Lò. Và trong quá trình xây dựng và phát triển thì Mường Thanh Grand Cửa Lò luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của lãnh đạo thị xã cũng như các cơ quan ban ngành. Và mong muốn của chúng tôi là góp một phần công sức nhỏ bé của mình để khu đô thị Cửa Lò ngày càng phát triển. Cửa Lò, viên ngọc xanh xứ Nghệ, được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Năm 2014, thị xã Cửa Lò được chính phủ công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế khi đến với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong kinh doanh du lịch ở Cửa Lò, môi trường được đặt lên hàng đầu là sự sống còn của du lịch với những tiêu chí rất khắt khe để mỗi du khách khi về với phố biển Cửa Lò không chỉ tắm biển mà còn tìm thấy sự yên bình, xanh mát, sạch đẹp. Hiện nay, độ phủ xanh của Cửa Lò đã ngang tầm với một khu du lịch nổi tiếng ở Singapore. Các đại lộ, đường ô bàn cờ đều thảm nhựa, có điện, có cây xanh và hoa. Hệ thống cấp thoát nước mưa và nước thải riêng biệt theo tiêu chuẩn châu Âu. Từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến mỗi người dân đều quyết tâm xây dựng Cửa Lò thành một khu du lịch biển thân thiện và mến khách. Cửa Lò thì đặt ra cái mục tiêu là quy hoạch thành bãi biển hiện đại, mang phong cách của những cái nước trên khu vực biển trên thế giới, nhưng cũng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam, của Cửa Lò, của Nghệ An. Do vậy mà chỉ đạo là quy hoạch đã lập chi tiết, quy hoạch thành 5 cái khu vực bãi biển mang 5 phong cách, trong đó có 4 phong cách của các cái châu lục và có phong cách của biển Việt Nam, rồi giữ gìn bảo tồn cái thảm họa cúp biển. Trong đó có một cái bãi là cái bãi đậu thuyền thúng, đấy là cái nghề lâu đời của người dân, làm sao đó mà kết hợp hài hòa giữa tự nhiên, con người và cái cảnh quan để làm sao mà Cửa Lò là phát triển hiện đại nhất. Thứ hai nữa là chủ trương là xây dựng thì không quá 2 tầng và thoáng, bảo đảm cho cái bờ biển làm sao vừa là mang phong cách hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với con người và đặc biệt là mang cái phong cách riêng của Cửa Lò. Có người lính nhớ màu hoa cúc biển, màu hoa vàng nỗi nhớ hoàng hôn. Không biết hoa cúc biển có mặt ở Cửa Lò từ bao giờ, nhưng những thảm hoa vàng rực rỡ trải dài trên cát trắng mênh mông đã để lại nỗi nhớ đậm sâu trong lòng du khách, trở thành loài hoa đặc trưng biểu tượng của du lịch Cửa Lò. Những cánh hoa mong manh vươn mình trong nắng gió, chất chiêu hương sắc làm đẹp cho đời, cũng như những ngư dân cần cù, chịu thương chịu khó, vững vàng giữa biển khơi với khát vọng vươn xa. Từ loài hoa dại mọc ven biển, đề án bảo tồn, phát triển và quảng bá hoa cúc biển đã được xây dựng và triển khai thực hiện, hình thành thêm không gian mới để du khách có thêm điểm tham quan, check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp khi về với phố biển Cửa Lò. Cái đây 5 năm tôi cũng đến Cửa Lò rồi, 5 năm trước thôi, bây giờ thì thấy Cửa Lò cũng có những cái thay đổi rất là nhiều. Nhất là về bãi biển tôi thấy nó cũng sạch sẽ hơn. Và các cái điểm phục vụ thì cũng người phục vụ cũng thấy thân thiện, nhiệt tự nhiên. Đường xá đi lại thì cũng thấy rộng, khang trang và sạch đẹp. Cây xanh thì cũng rậm bóng. Hơn 100 năm trước, Cửa Lò đã được toàn quyền Đông Dương lựa chọn xây dựng các khu nghỉ dưỡng. Ngày nay, Cửa Lò vẫn giữ vững thương hiệu và tiếp tục phát huy giá trị cũng như tiềm năng vốn có.
Với quyết tâm thay đổi để tạo diện mạo mới, khang trang, hiện đại, cuối năm 2022, thị xã Cửa Lò hoàn thành kế hoạch giải tỏa trên 200 kiosk kinh doanh ven biển để sắp xếp lại đô thị, mở rộng không gian du lịch. Quy hoạch chi tiết khu lâm viên phía đông đường Bình Minh đã được phê duyệt, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực để xây dựng khu lâm viên ven biển, khu vực tắm biển, khu ẩm thực vui chơi, giải trí hiện đại, đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới du lịch 4 mùa. Mùa hè tập trung tắm biển nghỉ dưỡng. Mùa xuân đầu tư khai thác du lịch văn hóa tâm linh. Thời điểm mùa thu và mùa đông sẽ triển khai kế hoạch kích cầu du lịch mùa thấp điểm. Khi giải tỏa kia đông đường Bình Minh thì hộ kinh doanh chúng tôi là hộ tiên phong đầu tiên, diện mạo của Cửa Lò đã có một sự thay đổi mới rất mạnh mẽ và rất phấn khởi. Người dân đã bắt đầu là ổn định cuộc sống lâu dài để phục vụ khách du lịch được tốt hơn. Công ty chúng tôi thì được hình thành từ một cơ sở nhỏ lẻ phát triển và đi lên. Đến hôm nay thì cũng được nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của chính quyền các cấp. Từ những cái hải sản thì chúng tôi chế biến thành những cái sản phẩm đạt ô cốp, giới thiệu đi các tỉnh thành, được người dân, người tiêu dùng khắp cả nước biết đến nhiều hơn. Qua đó thì cái sản phẩm của chúng tôi tiêu thụ nhiều hơn, tạo công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương được nhiều hơn và đóng góp được thêm ngân sách. Chưa bao giờ hạ tầng đô thị Cửa Lò được đầu tư mạnh mẽ như những năm gần đây, khi nhiều dự án trọng điểm liên tục được triển khai xây dựng và hoàn thiện. Cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam, kết nối thị xã Cửa Lò với huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa niềm mơ ước từ bao đời nay của người dân, không còn bên nớ, bên ni, xa xôi cách trở. Tuyến quốc lộ ven biển giai đoạn 1 đi qua Cửa Lò đã được đưa vào sử dụng nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Đại lộ Vinh - Cửa Lò tạo trục giao thông kết nối nhanh giữa thành phố Vinh và đô thị biển, hình thành trục không gian kiến trúc, mở rộng quy hoạch đô thị, góp phần quan trọng trong thực hiện đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ. Dự án mở rộng đường Bình Minh khang trang, hiện đại, tạo điểm nhấn cho không gian chung của phố biển Cửa Lò cũng đang được tập trung xây dựng và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, Hà Nội, Vinh hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ thủ đô Hà Nội về với phố biển Cửa Lò, mà còn hình thành tuyến giao thông huyết mạch, trục xương sống kết nối các khu vực kinh tế, hành lang kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, sân bay, cảng biển. Với sự kiện công ty cổ phần Vinpearl chính thức khai trương và đưa vào hoạt động VinWonder Cửa Hội từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đã mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo như cáp treo vượt biển đầu tiên và dài nhất khu vực, công viên nước lớn nhất Bắc miền Trung, không gian mua sắm sầm uất với 64 căn shop house rực rỡ sắc màu. Đây là quần thể giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên và quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu giải trí suốt 4 mùa, đưa du lịch Nghệ An sánh ngang với các thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam. Công trình rất vinh dự đã được đi vào hoạt động trong đúng năm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã Cửa Lò. Ngay từ quá trình hình thành dự án và trong suốt thời gian triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động, thì VinWonders Cửa Hội đã luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt từ các cấp chính quyền địa phương. Trong thời gian tới thì VinWonders Cửa Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ các sở ban ngành của Cửa Lò và Nghệ An trong việc phát triển những sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo và tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế để có thể trở thành một thương hiệu du lịch cho thị xã Cửa Lò nói riêng, Nghệ An nói chung và nâng tầm lên một tầm cao mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cửa Lò, vùng đất địa linh nhân kiệt, là nơi lò thiên địa đúc nên nền khanh tướng. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, từ một thị xã có diện tích nhỏ nhất nước,
hạ tầng kinh tế xã hội chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đến nay, Cửa Lò đã trở thành đô thị biển sầm uất. Năm 2024, thu ngân sách từ các sắc thuế ước đạt 260 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 150 triệu đồng một người một năm. Toàn thị xã có 184 tàu thuyền, sản lượng khai thác hải sản các loại đạt 19.000 tấn. Hiện nay, Cửa Lò có 294 khách sạn, nhà nghỉ với 11.600 phòng, đáp ứng cho trên 3 vạn lượt khách lưu trú ngày đêm. Năm 2024, tổng lượng khách du lịch ước đạt 5 triệu lượt người, doanh thu trên 5.000 tỷ đồng. Cửa Lò là đơn vị cấp huyện đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ có 100% trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, 7 trên 7 trạm y tế phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 7 trên 7 phường có bác sĩ. Trên địa bàn thị xã có 56 giường trên 1 vạn dân, 11 bác sĩ trên 1 vạn dân. 38 trên 39 khối đạt khối văn hóa. 90% gia đình văn hóa, 2 trên 7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Với tỷ lệ hộ nghèo 0,56%, thị xã Cửa Lò là một trong ba địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất ở Nghệ An. Từ 24 tổ chức cơ sở đảng với gần 1.700 đảng viên những ngày đầu thành lập, đến nay, Đảng bộ thị xã Cửa Lò đã có 49 tổ chức cơ sở đảng với trên 3.500 đảng viên. Với lợi thế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, Cửa Lò là cửa ngõ giao lưu hàng hóa xuất nhập khẩu, là điểm xuất phát của tỉnh Nghệ An trong chiến lược hướng ra Biển Đông để khai thác tiềm năng biển và kinh tế đối ngoại, kinh tế du lịch, dịch vụ, thương mại. Năm 2024, Cửa Lò kỷ niệm 117 năm hình thành địa danh du lịch, 30 năm xây dựng và phát triển, 10 năm được chính phủ công nhận đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. Để mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị biển, thị xã Cửa Lò sẽ được sáp nhập vào thành phố Vinh, phát triển thành phố biển mang tên thành phố đỏ anh hùng. Các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ tập trung trí tuệ, thực hiện tốt dân chủ, đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân để vững vàng, tự tin bước vào chặng đường mới, quyết tâm xây dựng đô thị biển Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững, trở thành đầu tàu tăng trưởng của Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Bây giờ mà nói về Cửa Lò đó, thì đó là sự thay đổi. Ngày đầu xưa khai thành lập thị xã Cửa Lò thì đây là một khu du lịch rất nhỏ, khoáng sơ. Nhưng mà sau 30 năm thì bây giờ nhìn lại hạ tầng là đầu tư một cái đồng bộ. Khi nào mình giữ vững được cái thương hiệu là thân thiện bên khách. Quan trọng là cái sự đồng lòng, tư tưởng khát vọng lý lẽ của người dân Cửa Lò tạo ra sự chuyên mình từ trong cán bộ, nhân dân và đảng bộ thị xã Cửa Lò. Tương lai sắp tới tôi mong muốn rằng là tiếp tục phát huy để bứt phá đi lên, để xứng tầm là một cái khu du lịch nhà biển đầu tiên của cả nước được công nhận. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của mình, thị xã Cửa Lò từ một làng chài nhỏ đã vượt qua mọi thử thách khó khăn, biết nắm bắt những thời cơ và vận hội, phát huy lợi thế từ biển để phát triển bền vững, trở thành đô thị du lịch biển đầy tiềm năng, trẻ trung, thân thiện và hiện đại. Không tự hài lòng, thị xã Cửa Lò hôm nay đã và đang tiếp tục có những nỗ lực đột phá để đi lên, là một trong những điểm đến lý tưởng để tắm biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, để lại ấn tượng sâu sắc, dài lâu trong lòng du khách trong và ngoài nước, khẳng định được vị thế quan trọng trên bản đồ du lịch Việt Nam.